Xưa cho con hỏi là khi thỉnh tượng Phật về thì chúng ta cần phải tụng an vị như thế nào? Xin thưa với quý vị á, là chúng ta, một số vị thì nói là nên thỉnh chư Tăng tới để làm chi? Để làm lễ và xác định rằng từ giờ trở đi tôi coi một cái khối đá này, hoặc là một cái khối gỗ này, hoặc là một cái hình này với những cái định dạng như thế thì tôi xem đây là nhục thân của Phật. Chứ còn trước đó thì nó chỉ là một cái tượng đá thôi, hoặc là một cái tượng gỗ thôi. Thì đó là một cái giống như một cái nghi thức, và bây giờ chúng ta gọi là nghi thức an vị. Còn cái cách như thế nào thì quý vị thỉnh một vị sư hoặc là chư tăng về để làm là được. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.